Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 bước sang tháng 12 âm lịch năm 2022 được dự báo là sẽ phát tài phát lộc hết phần thiên hạ tiền tỷ cầm tay. Thưa quý vị và các bạn, trước đây tôi luôn cho rằng ra ngoài xã hội cứ dựa vào chính là các mối quan hệ nếu có họ hàng thân thích hay là bạn bè thân thiết làm chức to một chút thì mình cũng đủ hưởng ké thơm lay có người giúp đỡ rồi, còn sợ gì không thành công. Hiện tại tôi càng lúc càng tháo ra được rằng quân người ta sống ở đời không thể nào dựa vào ai đó mãi mãi, phụ thuộc vào người khác là một suy nghĩ vô cùng không nên có, dựa vào chính mình đó mới là chân lý, đặc biệt là thời đại mà sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, mối quan hệ giữa người với người chỉ dựa trên lợi ích về tiền bạc. Thử hội trên đời này, có mấy ai chân thành mong muốn ta chiến thắng, giàu có, sống sung sướng hơn họa, vậy mới nói, đường của mình thì mình phải tự đi. Một người khi mà trở nên giàu có, tài giỏi, thực ra họ đang thuận theo thời đại, cùng tiến bộ với thời đại. Họ luôn buộc bản thân mình phải tiến bộ để thích nghi với sự đổi mới. Họ luôn ép mình phải nghiêm túc, tự giác, kỷ luật và trở thành bản thân mình tốt đẹp nhất, mạnh mẽ nhất. Và anh chị tuổi tân hợi chính là con giáp như vậy. Thời trẻ cũng từng đôi lần rơi vào thế cùng cực khốn khổ, thậm chí là mất tiền oan, cả một đời phải đi cày trả nợ do đặt niềm tin vào mối quan hệ sai lầm. Tuy nhiên, có sức người sội đá cũng thành cơm, chỉ cần có đôi bàn tay và khối óc, bạn mệnh đã lật được ngược thế cờ, lội ngược dòng vận mệnh của mình một cách ngoạn mục, lấy lại những gì đã mất, đặc biệt là trong tháng 12 âm lịch năm 2022 này mệnh chủ chính là con giáp được thần tài chỉ đích danh sẽ chính thức hết khổ vào tháng 12 âm lịch tới đây. Vận khí tăng cấp, vận may bộ vây là một hưởng lợi 10 tiền đếm mỗi tay đốn Tết một cách linh đình vào cuối năm. Và mệnh chủ thuộc tuổi tân hợi hãy lắng nghe và chiêm nghiệm để cải biến vận mệnh của mình trong tháng 12 âm lịch năm 2022 này. Tử Vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 tháng 12 âm lịch năm 2022, phát tài, phát lộc, giàu có hết vần thiên hạ, có tiền tỷ nhét chặt kép. Theo tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch, người tuổi Tân Hợi sẽ đón nhiều hỷ sự trong tháng mới, nhờ có cả tam hội và đế vượng che chở, vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản mệnh chủ tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn. Tuy nhiên, lá số tử vi có xuất hiện điểm báo tháng cuối cùng của năm này có dấu hiệu dịch chuyển khá nhiều, do đó anh chị cũng nên chú ý về an toàn khi đi lại. Và để nắm bắt được vận trình của mình trong tháng 12 âm lịch này, xin mời quý mệnh chủ Tân Hợi hãy theo dõi các nội dung chính sẽ được luận giải trong lá số ngày hôm nay gồm. Thứ nhất là luận về tử vi sự nghiệp của anh chị tuổi Tân Hợi. Thứ hai luận về tử vi tài lộc, thứ ba luận về tử vi tình duyên gia đạo, thứ tư là luận về sức khỏe và thứ năm là luận về tử vi cũng như là cẩm nang vượng vận của mệnh chủ tân hợi theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Thứ sáu là tuổi sông đất tốt và xấu với người tuổi tân hợi giúp anh chị trong năm 2023 tránh được những điều xui xẻo mang lại may mắn toàn gia phát tài. Phát lộc vào năm mới cho bản mệnh. Và thứ bảy là muốn làm được việc lớn, đạt được thành công lớn, quý anh chị tân hợi nhất định phải tránh xa hai loại người này. Thứ nhất là luận giải tử vi sự nghiệp của tuổi tân hợi trong tháng 12 âm lịch. Theo luận giải mới nhất của các thầy tử vi cho biết đây sẽ là một tháng mà phương diện sự nghiệp của anh chị Tân Hợi sẽ ngập tràn cơ hội và nhiều tin vui đang chờ đón bản mệnh khi được cả thái tuế nguyệt lệnh và nhiều các tinh cùng hậu thuẫn. Sang tháng quý sửu này, mệnh chủ lâm tượng tam hội lại được nguyệt lệnh đế vượng chống lưng, vận trình sự nghiệp có sự thăng cấp mạnh mẽ, công việc trôi chảy, tiến hành việc lớn việc nhỏ gì thì đều có thu hoạch lớn. Gần như có thể khẳng định rằng, chẳng điều gì có thể ngăn cản anh chị tiến băng băng về phía trước, và đạt được thứ mà mình muốn vào thời điểm cuối cùng của năm nhâm dần này tinh thần làm việc trong tháng của anh chị lên khá cao bản mệnh dám lăn xả vào mọi việc dám chủ động xông xáo con giáp này đang được thôi thúc tạo ra nhiều sự bứt phá vì bản mệnh đang có trường năng lượng rất là mạnh mẽ có lẽ vì nhìn thấy xung quanh mình mọi người đang làm việc hết sức chăm chỉ và cần mẫn lại thêm tinh thần háo hức đón tết đến xuân sang cũng ảnh hưởng phần nào càng thôi thúc bản mệnh hăng hái tạo ra nhiều thành tựu hơn nữa hơn thế tháng này tuổi tân hợi được nguyệt mã và hữu bật đưa đường dẫn lối các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp đây là giai đoạn mệnh chủ có thể trổ tài đề xuất những ý tưởng sáng tạo của mình chắc chắn rằng sẽ nhận được sự tán dương đồng tình từ sếp và đồng nghiệp mối quan hệ tốt đẹp với mọi người sẽ tạo nên sự trợ giúp vô cùng đắc lực trong những dự án mà mệnh chủ đảm nhận trong những dự định sắp tới quý anh chị hãy mạnh dạn theo đuổi, vì có những quý nhân sẽ hỗ trợ và giúp anh chị nâng tầm quan sát trước những quyết định lớn lao, đúng đắn, nếu có thể duy trì đà tiến này chắc chắn thì giai đoạn cuối năm sẽ trở thành dấu mốc ấn tượng cho những hoạt động năng nổ của mệnh chủ trong mỗi dự án. Bên cạnh đó, trong tháng có dịch mã là động tinh xuất hiện, mang theo sự hăng hái, nhưng cũng là điểm báo của sự buôn ba tất bật tất nhiên thành công phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức chứ không có chuyện làm việc thành thơi, nhàn nhã, hay há miệng chờ sung. Nhìn chung tháng chạp sẽ là thời điểm lý tưởng, để tuổi tân hợi sông sáo và quyết liệt trong công việc, bản mệnh dám nghĩ dám làm đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo, và đang trên đường hiện thực hóa nó, nếu may mắn rất có thể ngay trong tháng 12 âm này, mệnh chủ sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương, đón một mùa xuân mới càng thêm ý nghĩa. Thứ hai là Luận giải về tử vi tài lộc của tuổi tân hợi trong tháng 12 âm lịch theo tử vi tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp âm lịch thì trong tháng mà được cả nguyện lệnh và các các tinh cùng nâng đỡ, giúp vận trình tài lộc của anh chị có sự khởi sắc lên trông thấy, cả nguồn thu chính và phụ đều có xu hướng tăng mạnh, dù theo đuổi lĩnh vực nào thì cũng đón được những tin vui vô cùng cắt lành trong tháng 12 âm này, lại có cả đế vượng xuất hiện, người làm công ăn lương phát huy mạnh mẽ trong công việc, tất nhiên sẽ kéo theo tài lộc cũng vượng vô cùng, hơn nữa đây còn là tháng giáp Tết, cuối tháng các khoản quyết toán các hạng mục công việc đầu tư cũng giúp cho bản mệnh thu về khoản tiền lương và tiền thưởng xứng đáng, khiến người khác phải ngưỡng mộ, và thèm khát với một số mệnh chủ nguồn thu phụ trong tháng này còn gia tăng đột biến thậm chí còn nhiều gấp nhiều lần so với khoản thu chính cũng giúp anh chị mừng rỡ sự nỗ lực kiêm nhiệm việc nghề tay trái của anh chị cũng được đền đáp xứng đáng bỏ công bao ngày vắt óc suy tính thức khuya dậy sớm người làm theo nghiệp kinh doanh buôn bán có một tháng tất bật với hàng tết thời gian này hàng hóa lưu thông tốt nhưng đồng thời sức cạnh tranh trên thị trường cũng tăng cao cũng may là anh chị có thêm được nguyện mã và hữu bật tương trợ nữa nên khả năng tính toán của mệnh chủ được dịp thể hiện bản mệnh có thể đánh bại được đối thủ nhờ chính vào tài năng và kinh nghiệm của bản thân mình nhờ đó thu được lợi nhuận vô cùng tương xứng có thể nói là tiền nhiều chật két các hạng mục đầu tư cũng thấy rõ dấu hiệu sinh lời nhưng do đang là thời điểm cận tết nên biến động thị trường là rất lớn và ra tết cũng sẽ có sự khác biệt khá là rõ rệt bản mệnh nên biết điểm dừng đúng lúc rút lãi khi có thể đừng tham thì thâm nhá tuy nhiên trong tháng cũng có hung tinh chủ về hao tài là kiếp tài vây hãm nên mệnh chủ sẽ có khả năng là bị hao tiền tốn của rất là lớn có thể là cho những kế hoạch mua sắm sửa soạn cho tết hay là các yếu tố đối nội đối ngoại lúc này rất cần có kế hoạch tài chính phù hợp để chi tiêu không ngặt nghèo mà vẫn còn tích lũy được một khoản dư giả nhất định Thứ ba là tử vi tình duyên và gia đạo của tân hợi trong tháng 12 âm lịch. Thêm một phương diện bừng sáng nữa trong tháng mới của tuổi tân hợi, đó chính là về phương diện tình cảm, nguyện lệnh lâm đế vượng, như thổi một nguồn sinh khí an lành, khơi dậy những cảm xúc ngọt ngào bên trong mệnh chủ, tâm hồn phơi phới, cát khí ngập tràn, cũng là thời điểm trăm hoa đua nở, có lợi cho nhân duyên của con giáp tân hợi những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí vợ chồng hòa thuận con cái ngoan ngoãn nghe lời học hành tự giác dù thời gian này mọi thành viên trong gia đình đều phải tất bật với công việc song từ giữa tháng cả gia đình quây quần bên nhau dọn dẹp nhà cửa cùng bàn kế hoạch sửa soạn đón tết càng giúp không khí gia đình tưng bừng phấn khởi các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự tháng cuối năm cập dập có thể anh chị ra riêng tiến hành đám cưới thì cũng sẽ rảnh rang hơn nhưng nếu như đã có kế hoạch từ trước rồi, hoặc là chọn được ngày lành tháng tốt thì anh chị cứ tiến hành cũng được thôi. Với những người độc thân, nếu biết mở rộng mối quan hệ xã giao, mệnh chủ có thể dễ tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả phát triển sự nghiệp nữa, khi nhân duyên tới hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, đừng quá cưỡng ép kẻo mọi chuyện sẽ khó thành. Tiếp theo là tử vi sức khỏe của tuổi Tân Hợi trong tháng 12 âm lịch. Sang tháng Quý Sửu, tháng cuối năm, sức khỏe của tuổi Tân Hợi cũng được dự báo không gặp vấn đề nào quá đáng ngại, thể trạng của con giáp này khá sung mãn, khi vận khí đang đi lên, nếu bản mệnh vẫn giữ được thói quen sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì có thể hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình khi Tết đến xuân sang. Tuy nhiên, tháng 12 âm này sẽ có thêm nhiều buổi liên hoan, tiệc tùng xã giao tất niên các kiểu, nên khó tránh được tình trạng tiêu hóa kém và đầy bụng, mệnh chủ nên chú ý cân bằng dinh dưỡng, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài dịch mã là động tinh cũng là điểm báo, phải dịch chuyển khá nhiều, anh chị cũng nên chú ý về vấn đề an toàn khi đi lại, và nhất là khi đã uống rượu bia rồi, thì tuyệt đối không được lái xe đâu anh chị nhé. Thứ năm là Tử vi và cẩm nang vượng vận của mệnh chủ tân hợi, chi tiết theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch, anh chị hãy chú ý theo dõi để nắm bắt từng phần nhỏ trong tháng của mình, để có những kế hoạch thật tuyệt vời, có một cái Tết đầm ấm, giàu sang, và an lành, nhé. Từ vi 10 ngày đầu tháng 12 âm là bắt đầu từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch. Những khó khăn và thử thách tình cảm đối với anh chị Tân Hợi cuối cùng cũng đã qua đi, trả lại cho mệnh chủ những ngày vui vẻ, hạnh phúc như ý nguyện. Hai người rất đồng lòng với những kế hoạch chung trong cuối năm 2022 và đầu năm mới 2023 này, 10 ngày đầu tiên của tháng 12 âm tạo thêm nhiều cơ hội để mệnh chủ có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống hiện tại của mình đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để anh chị phát huy điểm mạnh nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy bên cạnh đó trong thời gian này bản mệnh sẽ có thể đóng vai trò làm cầu nối với những người thân yêu của mình nếu anh chị phát hiện ra bất kỳ sự bất đồng nào trong vòng tròn quan hệ thì đừng ngần ngại trở thành người hòa giải nhá bách việt giúp vun sới cho tình cảm của mệnh chủ có khả năng cao là sẽ gặp lại người yêu cũ còn đối với những người có đôi yêu lâu năm, đã bước vào một giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn, may mắn là được sự chấp thuận của hai bên gia đình nên càng khiến các anh chị tự tin hơn. Thời điểm vàng trong tháng là 3 ngày sát nhau liên tục là ngày mùng 6, mùng 7 và mùng 8 âm lịch. Hướng may mắn cho anh chị đó là hướng Tây Bắc và hướng Đông, kết hợp với các tuổi quý nhân là tuổi Tuất, tuổi Mùi thì chắc chắn thành công lớn. Con số phát tài 94, 12 và 60. Tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm, từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 12 âm lịch. 10 ngày giữa tháng 12 âm này, người tuổi tân hợi có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui, bản mệnh có nhiều cơ hội để có một cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống hiện tại, đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để anh chị phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy đặc biệt là những người đang nắm chức quyền hoặc lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện ngay trước mắt những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa mệnh chủ tin tưởng hơn vào khả năng của mình thì gặt hái thành công không còn là điều xa vời nữa tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương thì ghi điểm trong mắt lãnh đạo và nhận được tiền thưởng nóng hậu hĩnh trong khi đó người làm ăn kinh doanh buôn bán xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành khiến tiền nhanh chóng đổ về túi bạc vàng chất chật két con giáp này cũng được tận hưởng những ngày vui, hạnh phúc như ý, vợ chồng anh chị đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai, bên cạnh đó, bản mệnh còn có thể đóng vai trò cầu đối với những người thân yêu trong gia đình của mình nữa. Còn những người đã yêu lâu năm, thì đã bước vào giai đoạn chín muồi để tính chuyện kết hôn, các anh chị càng tin tưởng hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên gia đình. Thời điểm vàng trong tháng là năm ngày sau rằm tháng chạp. Hướng may mắn là hướng Bắc và hướng Đông Nam, kết hợp với các tuổi quý nhân là tuổi thân, tuổi dần, thì chắc chắn thành công lớn. Con số phát tài là 48, 72 và 81. Tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch từ ngày 20 cho đến hết tháng 12 âm. 10 ngày cuối năm 2022, hứa hẹn có nhiều thành công vượt ngoài sự mong đợi với tuổi tân hợi, chăm chỉ và nỗ lực, nên sự vất vả của anh chị cũng được thể hiện rõ trong thời gian này, qua các khía cạnh công việc, cấp trên chắc chắn rất hài lòng và đang xem xét cơ hội thăng chức, hoặc tăng lương, cho mệnh chủ đấy. Với người làm ăn kinh doanh, do ảnh hưởng của dịch mã nên bản mệnh cũng sẽ phải vất vả hơn khi phải đi lại thường xuyên, tuy nhiên mọi công sức mà anh chỉ bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng bằng khoản tiền dùng dình. Cuối năm là thời gian anh chị dành cho gia đình và thư giãn sau những ngày tháng làm việc vất vả. Trong chuyện tình cảm, người độc thân may mắn tìm được người khác giới phù hợp, bản mệnh không kỳ vọng vào điều gì quá lớn lao và biết trân trọng cách người ấy đối xử với mình, thông qua quá trình trò chuyện, hai người cũng dần hiểu thêm về nhau những cặp vợ chồng có thể sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình nhỏ của mình để hâm nóng tình cảm. Bây giờ, xu hướng của rất nhiều gia đình là trong những ngày Tết tổ chức những cuộc du lịch đấy ạ. À. Và chắc hẳn các thành viên trong gia đình anh chị đều có thêm những kỷ niệm khó quên đấy nhá. Thời điểm vàng trong tháng là sau ngày 20 âm lịch 4 ngày. Hướng may mắn là hướng đông bắc và hướng nam, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi tuất và tuổi dậu, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn. Con số phát tài lúc này cho anh chị là 66, 53 và 92. Phần tiếp theo mà Minh Đường Tử Vi muốn chia sẻ tới anh chị trong luận giải đặc biệt này, đó là các tuổi sông đất tốt và xấu với anh chị tuổi tân hợi trong năm 2023. Để giúp gia chủ biết rằng, những tuổi nào nên tránh, và những tuổi nào sẽ đem lại may mắn tốt lành cho gia đình của mình, để năm 2023, bình an, giàu sang và phú quý, vạn sự cắt lành và theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can địa chi ngũ hành tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can địa chi ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó. Và các tuổi sau đây sẽ phù hợp rất tốt với gia chủ tân hợi để sông đất vào đầu năm mới quý mão 2023 là tuổi Tân Mùi sinh 1991, Đinh Mùi 1967, Bính Tuất 1946, Kỷ Mão 1999, Ất Mão 1975, Nhâm Tuất 1982, Đinh Hợi 1947, Tân Sửu 1961, Bính Ngọ 1966, Giáp Dần 1974. Và các tuổi sông đất xấu với người tuổi Tân Hợi trong năm Quý Mão 2023 sẽ là Tuổi Quý Mùi 1943, Giáp Ngọ 1954, Ất Sửu 1985, Canh Thìn 2000, Tân Mão 1951, Giáp Tý 1984, Nhâm Thân 1992, Tân Tỵ 2001, Kỷ Hợi 1959 và Mậu Tuất 1958. Theo quan niệm dân gian thì sông đất đầu năm luôn là một tục lệ mang ý nghĩa rất linh thiêng, bản mệnh hãy cố gắng làm sao để có được những tuổi sông đất đẹp nhất cho mình trong năm 2023 này nhé và phần cuối cùng mà minh đường tử vi muốn chia sẻ với anh chị anh chị chớ nên bỏ qua đó là anh chị tân hợi muốn làm việc lớn đạt thành công lớn thì nhất định phải tránh xa hai loại người này loại người thứ nhất đó là người không biết giữ mồm giữ miệng thông tin luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực nhiều doanh nghiệp thậm chí còn đặt ra luật thép để bảo vệ những thông tin mật trong chính sách và việc điều hành kinh doanh do đó trong nhóm mà có một người không biết giữ mồm giữ miệng thì không chỉ dễ dàng khơi dậy thị phi mà còn không có lợi cho việc bảo vệ lợi ích chung đôi khi tin đồn lan truyền không đúng sự thật cũng ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của cả đội nhóm mà bản thân bạn không thể tranh cãi thắng được miệng lưỡi của cả thiên hạ do đó người khôn ngoan sẽ luôn tránh xa những kẻ lắm lời hay đặt điều hạn chế tối đa việc rước thêm phiền toái vào thân muốn làm việc lớn thì kiểu người này nhất định phải tránh xa tin đồn lan truyền không đúng sự thật cũng ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của cả đội nhóm loại người thứ hai đó là người không từ mọi thủ đoạn trong một công ty bạn sẽ gặp bất cứ ai gặp phải những người ích kỷ cũng sẽ phổ biến hơn loại người này về thăng chức tăng lương và chờ lợi ích của mình chuyện gì cũng có thể làm cũng đều dám làm bất luận là đấu tranh quyền lực hay là đấu tranh lợi ích nội chiến trong công ty bọn họ vì đạt được mục đích của mình làm mọi việc không chút do dự đối với những người này khả năng làm việc lớn gần như là không có nên tránh xa và nếu muốn làm việc lớn, năng lực là quan trọng, nhưng đạo đức nghề nghiệp và bản chất của một con người cũng quan trọng như nhau, nên tránh xa loại người này nếu như muốn làm việc lớn anh chị nhé. Và xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới toàn thể quý vị, anh chị Tân Hợi nói riêng và toàn khán thính giả thân yêu của Minh Đường Tử Vi nói chung. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, tin tưởng và dành sự yêu mến cho Minh Đường Tử Vi suốt thời gian vừa qua và nếu như quý vị cảm thấy thông tin này của chúng tôi hữu ích thì hãy dành cho minh đường tử vi một like và nhấp vào nút chia sẻ để cho những người thân yêu bạn bè của mình cùng biết nhé chương trình đến đây là hết xin kính chúc quý vị anh chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo